Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Pha chế Nguyên vị tại thành phố Thanh Hóa. Tiếp tục chương trình chia sẻ về kiến thức pha chế thì ngày hôm nay Cường sẽ chia sẻ với các bạn một món đồ uống cũng rất là dễ làm, chúng ta có thể làm ngay tại nhà để bạn bè và người thân chúng ta cùng thưởng thức. Đó chính là món cacao. Cacao là đồ uống rất là tốt cho sức khỏe. Trong cacao thì hàm lượng chất dinh dưỡng rất là lớn và cacao có thể giúp cho tinh thần của chúng ta thoải mái và đặc biệt nó rất là tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng là cacao nguyên chất với 7g. Chúng ta sẽ đưa lên cân. Cân 7g. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng sữa đặc là 30ml. Chúng ta sẽ dùng thìa để khuấy đều cho cacao và sữa đặc quyện vào với nhau. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sử dụng là đường nước. Chúng ta sẽ sử dụng 10ml đường nước. Cà phê. Và dích 20ml dích. Cuối cùng thì chúng ta sẽ sử dụng nước sôi. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 100ml nước sôi để làm chín. Sau đó chúng ta sẽ trình bày cho cốc. Phần còn lại thì chúng ta sẽ đổ thêm nước sôi. Và khuấy đều. Chúng ta sẽ có một ly cacao với lớp bột sánh mịn. Tôi mới chia sẻ với các bạn cách làm của món cacao nóng. Các bạn hãy nhớ thực hiện ở nhà để cho bạn bè và người thân của mình sử dụng nhé. Và hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Pha chế Nguyên vị để tiếp tục cập nhật những thông tin mới và đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và chúc các bạn thành công.